Xin chào anh chị em. Thì hôm nay mình cùng nhìn lại tiếp tục dữ liệu giao dịch của phiên đầu tuần để chuẩn bị cho ngày mai ngày 6 tháng 6. Thì anh chị em thấy hôm nay mở gap và thị trường nó tăng khá là tốt. Tuy nhiên là nhìn tổng thể số cổ phiếu tăng so với trên số những cái cổ phiếu mà mình theo dõi, thì anh chị em thấy là hôm nay cái mức nó không thật sự quá là cái mức tăng quá là nổi trội. Một số ngành nhạy cảm như là nhóm chứng khoán thì hôm nay số cổ phiếu tăng nó chỉ có hai cổ phiếu, là tương đương với 8% số cổ phiếu mình theo dõi thôi. Là nhóm này là nhóm nhạy cảm với thị trường nè, anh chị em thấy hôm nay nó giảm 1,03%. Thì nhóm lớn bất động sản hôm nay nó giảm tới âm 1,82%, và nhóm ngân hàng thì gần như đi ngang sau phiên tăng mạnh hôm phiên cuối tuần trước. Thì nhóm ngân hàng hôm nay nó mức giảm nó âm 1,82%. Nhóm bất động sản khu công nghiệp thì nó giảm tốt, nó giảm nhiều hơn, nó giảm tới trung bình toàn nhóm ngành hơn 2%, và von thì nó lại tăng. Thì nhóm bất động sản khu công nghiệp có thể là cái dấu hiệu tạm thời không đẹp. Thì bù lại ở cái mặt tích cực, một số nhóm nó vẫn tăng tốt và cải thiện cả và von đó. Ví dụ anh chị em thấy nhóm về cảng biển thì hôm nay toàn nhóm ngành nó tăng trung bình 4,15%, và vol nó tăng tới 81% so với phiên cuối tuần hôm trước, và số cổ phiếu trong nhóm ngành nó tăng trung bình là 75%. Cảng biển thì tăng khoảng 3,87%, và nhóm phân bón 3,87%, và phiên cuối tuần nó đã tăng 2,37%. Số cổ phiếu trong nhóm ngành nó tăng là 100%, số cổ phiếu trong nhóm phân bón hóa chất là tăng. Thì cái nhóm này hôm qua mình có làm cái clip mình nói cho anh chị em, nó cái nhóm này cái nhóm mà anh chị em đáng chú ý, thì hôm nay nó bật tăng khá là tốt. Một cái nhóm mà tăng tốt nữa là nhóm dịch may, hôm nay cũng tăng trung bình toàn nhóm ngành hơn 2%. Tuy nhiên là số cổ phiếu trong nhóm ngành nó thì không có quá nổi bật. Nhóm lớn có thể xem nhóm thép, hôm nay là nhóm cũng tích cực nè. Ba cái nhóm cảng biển, công nghệ và thép là những nhóm tương đối. Còn ở phần những cái nhóm nhỏ hơn, than và khí đốt thì nó cũng tăng khá. Tuy nhiên là cái nhóm này chỉ tham khảo thôi, chứ cổ phiếu đang em đánh thì không có. Quay lại tí về các cái chỉ báo thì ở thị trường chung, thì anh chị em thấy hôm nay là một phiên tăng gần 7 điểm. Tuy nhiên là cái số cổ phiếu nằm trên mạng 10 nó bắt đầu nó có điều chỉnh, nó bắt đầu nó giảm. Thì giai đoạn này mình cũng nói với anh chị em, nếu mà anh chị em nhạy cảm đánh lướt thì chờ chờ một hai phiên nữa xem tình hình mua nó sẽ tốt hơn. Bản chất giai đoạn này lướt thì chốt lãi mới là cái điểm mình nghĩ sáng suốt hơn. Thì số cổ phiếu nằm trên đường MA 50 thì tiếp tục nó đi lên, và hiện tại những cái cổ phiếu nằm trên đường MA 50 nó nhiều hơn số cổ phiếu nằm trên đường MA 10. Cổ phiếu nằm trên MA 10 thì hôm nay nó giảm khoảng khoảng 6 thằng. Thì nếu mà như những cái lần gần đây thì cái mặc dù cái số cổ phiếu này có thể nó chỉnh, thị trường nó sẽ giảm, nó luân phiên các cái dòng, thì hy vọng nó như vậy sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà giống những cái đợt kéo sóc và sẽ có những đợt giảm mạnh, hy vọng là cứ những phiên tới nó lình xình, chỉ số nó không có tăng nữa, thì khả năng cái mức điều chỉnh này nó nhẹ nhàng và nó sẽ quay đầu, chỉ số nó đi tiếp và anh chị em mua thì dễ có lãi hơn. Nhìn von hôm nay cũng là một phiên von khá là lớn. Thì như hồi sáng hôm qua mình có nói đó, von cây von mà duy trì được lớn, càng lớn càng tốt. Bản chất hôm nay nó cũng chỉ thấp hơn cái phiên hôm trước có 3% thôi, giá trị giao dịch là nó cũng duy trì hơn 16.300 tỷ trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung dấu hiệu hai cây bond dấu hiệu khá là tích cực. Thì bản chất những phiên sau mình hy vọng nó chỉ lình xình quanh đây, giảm nhẹ nhẹ thì càng tốt, chứ còn kéo kéo tiếp nữa mà đi mạnh nữa thì lại là vấn đề đáng lo hơn. Thì nhìn tổng thể các cổ phiếu mà mình phím cho anh em giai đoạn vừa rồi thì hôm nay cũng cơ bản tăng, thì nó vẫn chiếm đa số hơn là giảm. Thì những cái cổ phiếu về
những cái cổ phiếu mới nhất á, thì hôm nay được cái con Đức Giang này tăng tăng khá, chỉ hai phiên thôi hôm nay nó tăng được tới lãi được 7,5%. Thì nhóm phân bón hóa chất ANV và VRT, những cái mã mới hôm nay đều tăng tốt. Bất động sản khu công nghiệp thì lại dính cái thằng SJC, hôm nay nó giảm 2,07%. Còn những cái mã khác thì dao động lên xuống ít ít. Thì Hoa Sen hôm hôm qua nó có cái tín hiệu, nó có tín hiệu bán, tuy nhiên hôm nay nó tăng tốt và cái tín hiệu mua nó lại quay đầu lại. Thì mình có nhắn anh em trong nhóm là giữ con này thêm, bản chất cái tín hiệu nó đã quay đầu rồi thì chờ thêm thôi. Thì cái con này lần trước mình nói cho nó không gian một tí, thì tại vì phiên cuối tuần nó xuất hiện cái dấu hiệu này, buộc phải, nếu mà hôm nay nó không tăng, nó không xuất hiện tín hiệu, nó tăng mà nó không xuất hiện tín hiệu mua lại thì mình cũng đề nghị anh em bán thôi. Tuy nhiên hệ thống nó báo mua lại thì chờ, có cơ hội để chờ thêm. Thì đa phần những cái cổ phiếu về tài khoản đã, ngày mai là những ba con này nó đã về tài khoản hết. Thì hôm một cái con mà mới mình khuyến nghị cho anh em tham khảo tham gia là cái con HAX, thì hôm nay nó giảm 0,79%. Còn toàn bộ nói chung cái mức lãi cũng khá khá để anh em lướt ôm ngắn hạn 3 4 phiên, 5 6 phiên thì lãi nhiêu đây thì tạm thời khá là ổn. Thì quay qua những cái cổ phiếu mà hôm nay nó hút tiền thì anh em thấy là cái nhóm cảng biển và nhóm hóa chất phân bón thì nó hút vol khá là tốt. Cảng biển, cảng và vận tải biển thì mình gom chung mình gọi là cảng biển thôi nhé. Thì nó sẽ có hai cái mã là thằng vận tải biển và ship chở hàng, nó tăng đều tăng cái mức tăng khá là mạnh. Thì nhìn tổng thể von thì nhìn tổng thể cái nhóm này von nó tăng tốt và giá nó tăng tốt, và hiện tại nó đang vượt cái, nó đang nằm ở cái vùng đỉnh của 120 phiên, tức là đỉnh nửa năm hết nè. Những cái con này nó đang nằm ở vùng đỉnh nửa năm nên tín hiệu nó tạm thời khá là ổn, nên mình hy vọng thị trường chung một hai phiên nó cứ lình xình là đẹp hơn, thì lúc đó anh chị em mua sẽ được cái giá tốt hơn ngày hôm nay. Quay qua cái đây là cái bộ lọc mà những cái cổ phiếu của mình hay xài, cái bộ lọc hệ thống của mình thì hôm nay nó xuất hiện cũng khá là nhiều mã cho cái tín hiệu mua lại. Thì khi mà mình quét ra, mình lọc ra mình xem á, thì mình thấy có hai cái mã anh chị em có thể để ý quan sát. Một là thằng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thì BLX này hôm nay vol nó tăng khá là tốt và hôm cuối tuần nó tăng một cây cũng 2 chấm mấy %, hôm nay nó tăng một cây cũng khá ổn và vol nó tăng kèm theo hệ thống nó báo cái con này tín hiệu đường MACD, histogram của MACD nó liên tục cải thiện từ cái vùng này, thì tới đây nó cũng đang tiếp tục cái đà cải thiện của nó. Thì ngày mai con này nó tăng nữa thì tín hiệu dài hạn nó cũng sẽ báo con này bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn mua tiếp tục được. Thì HAH cũng cũng tương tự, HAH thì nó đã tăng mạnh rồi, tín hiệu nó vẫn vẫn còn đẹp. TNG thì cũng cũng ok. Còn những mã còn lại thì mình lướt qua mình thấy cũng không đẹp mấy. Ví dụ như Đạt Phương thì hai cây nến này bình này mà vol lại cao nữa nên là anh chị em chờ thêm thôi. Hoa Sen thì như nãy mình đã nói rồi, hôm nay cũng tín hiệu khác. TR thì quanh quanh cái vùng này, cái gâu trên cũng khá là dài này, nó chưa có cái gì đột biến thì anh chị em cũng chờ thêm thôi. HAH thì mình đã nói rồi, một cái bộ lọc khác là cái bộ lọc về ngắn hạn. Thì anh chị em thấy là hôm nay mà cái tín hiệu về
màu đỏ, màu cam và màu đen nó cũng khá là nhiều chứ không phải là ít, nên là anh chị em cũng nên thận trọng. Nói chung giai đoạn này mình vẫn ưu tiên thận trọng hơn là tham lam. Thì một con hàng mình mới mua nó lại dính trong cái tín hiệu này nè, nên là bản chất chờ thôi chứ cũng. Thì cái này bản chất nó giảm cũng không nhiều, con nó giảm 0.79% thôi mà vol nó giảm khá là mạnh, nên cũng hy vọng là chỉ cái nhịp này nó đi không quá xa. Thì một số thằng nó báo tín hiệu xấu như là FRT, MSB hay là anh chị em đọc có thể một số mã trong đây tín hiệu hiện tại nó báo ngắn hạn sẽ xấu. Hai cái mã mà có thể ok như là Đạm Phú Mỹ này nó báo chuyển đánh giá thằng tích cực, thì hôm nay tiếp tục nó tăng 2,2,6%. Thì cái mã này anh chị em đã, thì mình cũng đã báo cái nhóm phân bón hóa chất là và giai đoạn trước cũng có, mình có ôm một cái con đạm là đạm Cà Mau à, nên là anh chị em cân nhắc xem xét cái nhóm phân bón hóa chất này. Một cái con đó là Glycogen 14 mình xem thử. Cái mã này thì hệ thống còn xa tới vùng mua nên là thôi bỏ nó qua bên. Đây một mình tiếp tục mình lọc một cái bộ lọc dài hạn như mọi khi đấy anh em tham khảo. Thì hôm nay cũng có được 4 mã nó chuyển sang cái tín hiệu dài hạn ok nè. Thì hôm qua mình có quét cho anh em xem đó, những cái mã quét cho hôm qua thì ở trong đây nhiều mã tăng khá là tốt, như thằng thằng vân tay biển rồi đạm Cà Mau nó cũng chuyển sang đánh giá ngắn dài hạn tốt thì nó cũng tăng nè. Một số mã khá là ổn. Thì mình quét tiếp 4 cái mã này cho anh em xem. Thì HAX hôm nay cái cây nến ngắn hạn nó xấu đó, tuy nhiên về dài hạn nó chuyển sang cái vùng mua, thì anh chị em cũng xem xét. Và cái hệ thống này nó cũng báo sang mua nè, tuy nhiên là ngắn hạn thì nó báo cây nến này một cây nến tạm xem là xấu, thì có thể một hai phiên nó đi sẽ có giá tốt hơn nên em mua, hoặc là có thể nó sẽ về tới cái ngưỡng giới hạn của nó là 17.9 nè. Thì nó sẽ test lại cái vùng đỉnh này, thì lúc đó nó bật tăng lại thì sẽ ngon lành bền hơn. Nếu mà nó giảm về tới đây mà chưa có thấp hơn 17.9 thì anh em cũng có thể cân nhắc mua vào cái mã này được. Mình nghĩ cái giai đoạn vừa rồi những cây nến cao nó những cây nến này khá là cao và tăng tốt. Hôm nay nó giảm cũng không có bao nhiêu phần trăm, bản chất buổi sáng hưng phấn nên nó mở cửa cao, cuối phiên nó lại đẩy về đây. Một cái mã BNG thì hôm trước mình đã nói rồi, hôm nay nó cũng chuyển sang trạng thái mua. SHB. SHB thì hôm nay tăng khá là tốt và hai cái von này cũng cũng cao. Anh chị em thích nhóm ngân hàng thì có thể xem xét lựa chọn đó. Bản chất con này có thể ok được. Những cái lần tăng và những lần chỉnh nó đang xen nên anh chị em tham gia. Còn HD Bank thì HD Bank hôm nay von cũng không, nếu mà nhóm ngân hàng chọn ra một con thì chọn SHB thì bỏ HD Bank qua thôi, hoặc là HD Bank chọn một trong hai con này. Thì SHB nó đã tăng rồi nên nếu mà anh chị em tham gia thì nó lại rủi ro khi mà thị trường mà nó có tín hiệu xấu á, thì cái phần đi nó sẽ nhiều, còn những con mà nó tăng ít á, thì nó được cái là nếu mà thị trường có chỉnh á, thì nó cái mức thiệt hại của con nó ít, tuy nhiên là bù lại những cái con nó đã tăng tốt á, thì nó đang có đà, nó đang có cái xu hướng, nên là thị trường mà tốt á, nó sẽ đi đi xa,
Còn những cái con mà kiểu này phải chờ để rủi ro ít nhưng mà bù lại phải chờ đó. Thì hai cái khuyết điểm của khi mà mua nó đã nó có cái xu hướng tăng mạnh và mua những thằng mà nó đang đang có cái xu hướng test lại, thì một số mã như thế thì mình dừng cái clip hôm nay. Cảm ơn anh em đã theo dõi.